Mình cắt tóc đầu tiên nhá. Bố có đổi lưỡi không đấy? Không, vẫn mẹ chưa ăn gian nhỉ. 6 phân. Nghi lắm. Hai vợ chồng cứ phải cãi nhau với chỗ 3 phân với cả 6 phân. Bố thì vẫn 3 phân, mẹ thì 6 phân thôi. Con thì cắt lắm, nó về các bố ơi. Sao tóc đâu hết rồi? Nó thương các bố ơi, thích thế. Bất ngờ hợp tác thế. Con nhà bố Mạnh và Phương hợp tác lắm, không như người ta ở trên mạng đâu bố ơi. Trên mạng chỉ là đùa giỡn thôi. Cắt tóc vui lắm, cắt tóc vui lắm bố ơi. Kỳ quá con ạ. Cắt tóc vui vui mà. Nhẹ nhẹ thích lắm bố ơi. Nó thích cắt chọc kìa, nó bảo cắt chọc. Con hiểu nhau nha. Nó mềm quá, nó không ấy được. Không bấm máy nữa. Phê quá, bố làm cái gì phê quá bố ơi. Bố bỏ cái tay cho người ta cắt không? Con tự cắt đi con. À, giờ đẹp quá nhỉ. Được con đẩy đẩy đi. Tôi gắt cho mình này. Cảm ơn bác Đàm Minh Hưng nhá. Không nhờ ai cả. Tôi tự làm được hết. Bác Huỳnh Minh Hưng ơi, bác xem học em muối nha bác Hưng ơi. Cô lôi cho bác Hưng biết cắt tóc chưa? Quay chút mình chút tí. Bố đây. Bố đây là trai ơi. Bên trong là tổng ơi. Tạm thời thế thôi. Mẹ cho cắt có 6 phần rồi. Hơi dài một tí. Bố con ở ngoài lòng lắm đâu.